Tiếp tục chuyển động 24 giờ ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết cùng biên tập viên Xuân Anh. À, xin chào chị. Không biết là tình hình mưa gió ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là khu vực phía Nam ngày hôm nay như thế nào? Vâng, cập nhật đến thời điểm hiện tại thì ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có mưa to rồi và ngập úng cũng đã xảy ra tại một số nơi của Thủ Đức. À, không chỉ có Thành phố Hồ Chí Minh đâu mà nhiều tỉnh thành khác của khu vực Nam Bộ cũng đã có mưa rất to, chính là những nơi có độ phản hồi radar màu vàng cam mà quý vị có thể thấy ở đây. Chỉ trong vòng khoảng 2 tiếng đồng hồ mà ghi nhận tại Tiền Giang, tại Tiền Giang, Kiên Giang, Cần Thơ hay là ở Bến Tre đã có những điểm mưa trên 50 mm. Và cảnh báo là vào đêm nay thì mưa rông sẽ còn tiếp diễn. Trong đó đáng chú ý là ở phía Tây của các tỉnh Bình Phước, Bình Dương hay là Tây Ninh cũng như dọc ven biển từ Trà Vinh trở xuống đến Cà Mau. Đây là những nơi có thể xuất hiện những điểm mưa lên đến hàng chục mm, đồng thời là có khả năng xuất hiện lốc, xét. Để an toàn, trước khi đi ngủ thì quý vị nên rút các vích cắm của các thiết bị điện không cần thiết, tránh để xét đánh gây ra chập cháy. Cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh ngay vào đêm nay thì khả năng cũng có mưa, thế nhưng cường độ mưa thì có phần giảm bớt, tiết trời mát mẻ với mức nhiệt thấp nhất là khoảng 25 độ. Tại thủ đô Hà Nội dự báo là trong tối và đêm nay thì trời tạnh giáo, đến gần sáng mai thì có thể sẽ chuyển mưa rào ngắt quãng, còn về nhiệt độ thì dự báo thấp nhất là khoảng 26 độ. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý, còn bây giờ xin mời tiếp tục chuyển động 24 giờ.